Tập thương yêu, ý nghĩa của ăn chay. Pháp thoại ngày 15 tháng 6 năm 1990. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thầy Tăng Tử, này thằng con, tập thương yêu như thế nào? Tập thương yêu có nhiều cách. Đầu tiên chúng ta hãy tập ăn rau cải tương dưa, có nghĩa là chúng ta tránh sự đau khổ của chúng sinh. Nói đúng hơn, vì chúng ta sợ quả đau khổ của chúng mình. Kinh Phật dạy rất đầy đủ ý nghĩa, nhưng người ta hiểu ở một góc độ lý thuyết, như bảo ăn chay làm lành lãnh dự. Lời dạy này rất đúng chứ không phải sai, nhưng phải hiểu đây là lời dạy bằng ngôn ngữ xuông. Nói một cách khác cho dễ hiểu, đó là lý thuyết. Vì thế gian hiện nay, người ta tu theo đạo Phật bằng những ngôn ngữ lý thuyết như câu ăn chay làm lành lãnh dự là một trong những lý thuyết khác. Cho nên người tu hành không hiểu trọn vẹn những hành động tu hành như thế nào đúng, như thế nào sai, và lời giải nào đúng, đầy đủ sự thực hành và ý nghĩ giải thoát. Sự thật, nếu lời giải có đầy đủ kinh nghiệm thực hành, nhờ thế chúng ta mới tạo nên một nền tảng vững chắc, đức hạnh, giới luật để xây dựng một ngôi nhà thiền định trí tuệ vĩ đại của đạo Phật. Này các cư sĩ, ăn chay có nghĩa là mới bắt đầu tập luyện lòng thương yêu, tâm đại bi. Muốn tập luyện tâm đại bi mà không hiểu được ý nghĩa ăn chay thì làm sao có tâm lớn? Nếu như nói ăn chay làm lành lãnh dự, câu này có nghĩa trốn tránh thụ động. Giặc cướp đến nhà bắt cha mẹ khảo tra lấy tiền của, thì bây giờ chúng ta đánh trộm cướp để cứu gia đình mình hay chạy trốn? Nếu bảo vì ăn chay chúng ta không giết bọn cướp thì cha mẹ chúng ta sẽ bị chết hoặc của cải bị cướp phá. Vậy nói làm lành là làm như thế nào và lãnh dự là lãnh như thế nào? Đừng ngồi đó mà tưởng tượng thế gian này như một cục đất. Cho nên lời nói làm lành lãnh dự là một lời nói suông khó mà ai làm được lành trọn và lãnh dự trọn vẹn. Cuộc đời người ta không cho phép mình làm lành lãnh dự bằng cách trốn chạy, thì tâm hồn chúng ta sẽ dày dò và đau khổ như câu chuyện con rắn và thầy đã kể ở đoạn trên. Mục đích của đạo Phật là giải thoát thân tâm. Vậy ăn chay là một pháp môn đầu tiên để chúng ta tập luyện cho mình có một lòng thương yêu mọi người rất chân thật, không có nghĩa đổi chác. Nếu muốn có sự giải thoát ở tâm mình đứng trước một xã hội loài người, tâm tánh mọi người rất phức tạp, điêu hoa, xảo trá, hung ác, đầy mô mô thủ đoạn v.v. Nếu chúng ta thiếu lòng thương yêu chân thật thì chúng ta sẽ tự thọ lấy biết bao nhiêu thứ phiền não, đau khổ, muôn vàn. Không thể nào lường hết được. Bởi vậy, chúng ta hãy tập thương yêu. Tập thương yêu là phải ăn rau, cải, tương, dưa, muối, tránh sự đau khổ, tránh sự chết chóc của muôn loài, muôn vật. Đó là chúng ta tập nuôi lớn tình thương yêu, nhưng phải hàng ngày biết nhìn mọi sự đau khổ
chết chóc của chúng sanh như chính sự đau khổ chết chóc của chính mình. Nhờ sự nhen nhóm tình thương yêu đó, lâu ngày lòng thương yêu chúng ta mới thật sự có thương yêu. Chúng ta hãy đứng nhìn cái chết của một con kiến đang lăn lộn trên mặt đất. Chúng ta đừng vô tình thản nhiên đi qua sự đau khổ ấy. Chúng ta hãy lặng người, lùi ngồi trong lúc con kiến xuôi tay chân ra đi trong khỏi chết, như đứng trước một người thân của mình. Không bao giờ chúng ta có được lòng thương yêu này nếu chúng ta không chịu có tập luyện. Sự thương yêu này sẽ xây cho chúng ta một lầu đài bốn tâm vô lượng, đó là từ bi hỷ xả. Bốn tâm này đã thành hình nơi một tâm hồn của chúng ta thì chắc chắn sự giải thoát nơi tâm hồn của chúng ta không còn tham sân si nữa, không còn phiền não đau khổ lo âu suy tính nữa. Tại sao vậy? Nền tảng vững chắc cho lầu đài giải thoát tâm hồn chúng ta phải xây dựng bằng tâm từ bi hỷ xả. Thiếu bốn tâm này không bao giờ có sự giải thoát chân thật. Thiếu bốn tâm này chẳng bao giờ chúng ta có được thiền định sâu mọt. Cho nên sự không giết hại chúng sanh là một hành động năng ác để tăng trưởng duyệt thiện, để nuôi dưỡng lòng thương yêu. Nói một cách khác, để xây dựng bốn tâm vô lượng, không giết hại chúng sanh, đó là hành vi thứ nhất.